Thưa quý vị, chiều qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc điện đàm, thì Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao một lần nữa kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu đang xâm phạm trái phép vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Nhấn mạnh, hành động này của phía Trung Quốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tin cậy giữa hai nước và tình cảm của nhân dân Việt Nam, trái với thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam đã hết sức kiềm chế và thể hiện thiện chí, đã cử Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn sang Bắc Kinh trao đổi thẳng thắn với phía Trung Quốc. Phó Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc suy nghĩ nghiêm túc và có phản hồi tích cực về các yêu cầu của Việt Nam. Về việc vừa qua xuất hiện hành vi manh động, phá hoại cơ sở sản xuất của cả Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài, chống người thi hành công vụ tại một số địa phương của Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định đây là các hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân lợi dụng tình hình để gây rối, làm mất trật tự, an ninh và an toàn xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo kịp thời và sát sao, Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng các biện pháp kiên quyết, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật đối với các hành vi kích động vi phạm pháp luật. Phó Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết mình để tạo mọi thuận lợi và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm cả người và các doanh nghiệp của Trung Quốc, theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng hai nước tiếp tục duy trì liên hệ chặt chẽ để kịp thời giải quyết các công việc liên quan.